Sáng nay, Nhà văn hóa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội tân sinh viên năm 2019 với chủ đề Nhịp sống trẻ. Đông đảo sinh viên tham gia cuộc thi nhảy Flash Mode, trò chơi dân gian, thể thao, trải nghiệm thư pháp, thi Robocon và được khám bệnh miễn phí. Theo ban tổ chức, mục đích của ngày hội là nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần hỗ trợ, định hướng cho tân sinh viên khi bước vào môi trường giáo dục mới.